Đời này giành giật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong. Bình thường mình tưởng đâu nhà lầu xe hơi của cải tài sản đó là tài sản của mình phải không? Nhưng mà trải qua trận bão rồi đó, có phải là cái sức khỏe mới là của mình không quý cô bác? Cái người nào còn cái mạng sống là thấy quý rồi. À, thưa với toàn thể quý cô bác anh chị em, vậy thôi à, bây giờ à, trước khi đó vô cái đề tài này đó, con kể một câu chuyện ngắn thôi, chừng khoảng 5 phân thôi đó. Câu chuyện này rất là hay quý cô bác, mà nó cũng đúng vô với cái câu mà thầy nói nữa: đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn, rồi giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn bão lớn chứ không phải mưa lớn. Thầy nói gặp cơn mưa lớn, mà cái này là cơn bão ngày hôm qua này đó, tới cấp 12 lận. Cho nên gặp cơn mưa lớn nó tuôn con giờ một, cô bác anh chị em mình thấy không? Mà hồi đó đó cô bác anh chị em mình thấy đó là nó còn xa xôi, mà bây giờ nó về kề cận tới bên nước Việt Nam mình rồi đó. Cơn bão đó Yari vừa rồi đó là nó qua, nó tàn phá thiệt hại bốn nước. Đầu tiên là bên Nhật Bản, nó mới qua bán đảo Philippines. Philippines nó mới qua bán đảo Hải Nam bên Trung Quốc. Trung Quốc nó mới về vịnh Bắc Bộ, mấy cái tỉnh ở ngoài miền Bắc của mình cô bác. Cho nên chỉ có một trận bão đi qua không mà bốn nước nó thiệt hại hết trơn à. Còn nước tương mình mới còn bình an ngồi đây thôi. Dạ, nhờ vậy đó mà nước tương mình còn bình an mà ngồi đây ăn đám dỗ thôi, chứ không thôi mình cũng khổ như người ta thôi phải không? Đó, thì thưa quý cô bác anh chị em mình, cái câu chuyện trong cổ học kinh qua đó, một hôm nọ đó, tức là bạn của thầy Mạnh Tử đó, quý cô bác anh chị em mình, là một cái người tại gia cư sĩ, có gia đình rồi, nhưng mà cái cuộc đời của ông sống rất là thanh bạch. Mặc dù nghèo mà thanh hơn giàu, mà trước là dung trồng cội phước về sau. Mặc dù cuộc sống rất là nghèo nàn, nhưng mà họ giữ cái tấm lòng rất trong sạch. Thầy nói chữ bần tiện, khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngai đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời quân hạ. Cho nên nó một hôm nọ đó quý cô bác anh chị em mình, sau khi đó bạn của thầy Mạnh Tử mất, ông này ông mất rồi, lúc đó đó thầy Mạnh Tử mới lợi. Nhưng mà người ta nói cái câu đó là nồi nào là dung nấy. Ông chồng ông sống rất mực, là cái người ngay thẳng công bằng, mà bà vợ bà cũng nương theo. Thưa quý vị, cho nên cái lúc lợi đó sửa sạn làm lễ nhập mạch an táng. Lúc đó đó là vợ của người bạn thầy Mạnh Tử mới lấy cái tấm chăn ra đặng mà sửa sạn, quấn cái xác của chồng mình lại đặng làm lễ khâm liệm. Nhưng mà ngặt có nổi con cái là vì hoàn cảnh gia đình nghèo cho nên cái tấm chăn nó hơi ngắn. Bà lấy cái tấm chăn ra, bà chải đâu đó ngay thẳng và để cái xác của chồng lên. Bà quấn thì nó thấy ló hơn cái đầu như ló hơn cái chân. Tại vì đó cái thân thì dài mà tấm chăn thì nó ngắn, cho nên bà quấn hoài. Có một người bước vô mới nói như thế này: tại sao cô lại dở như thế đó? Cái tấm chăn thì nó ngắn, nếu mà quấn mà nó để chảy ngay như vậy thì nó thiếu ở trên mà nó hụt ở dưới nữa, nó ló đầu rồi nó ló đít nữa. Cô bác anh chị em mình á, ông mới hiến ra cái kế. Bây giờ cái tấm chăn nó lớn, bây giờ cô quay lại cái bề xéo, phải không? Lấy lại cái bề xéo là cô để cái xác rồi, là cô quấn gọn cái là nó dư ở dưới mà nó dư trên. Mới vừa hiến kế xong đó, bà vợ bà mới nói không được. Chồng tôi cả một đời sống á, mặc dù nghèo nhưng mà rất là trong sạch và ngay thẳng. Cho nên á, thà là để ngay thẳng mà nó thiếu chút tôi cũng đồng ý nữa. Cái câu nói nghe hết biết hay không cô bác anh chị em mình? Để mà chồng cho tôi cho cái xác nó ngay thẳng, cho cái tấm chăn nó ngay thẳng, mà lỡ nó có thiếu một chút đỉnh giờ á, tôi cũng mãn nguyện và hài lòng. Còn để tấm chăn mà nó xéo xẹo đó, quấn dù cho nó có dư đi nữa tôi cũng không chịu, và chồng tôi cũng không mãn nguyện. Bởi chồng tôi ngày xưa là cái người sống rất là ngay thẳng, chứ không có sống xéo xẹo kiểu này.
câu chuyện mặc dù nó ngắn gọn nhưng mà cô bác anh chị em mình đã hơi mình tu đó, thầy nói với mình đó, ti tu hành chịu chữ gì nữa, chịu chữ nghèo nàn với chịu thiệt thôi. Mình xách cái đám từng đi cầu nguyện mà người ta cứ nói mình nó toàn là đi đảo bánh men với đảo chè không, đảo xôi không hả? Người ta nói nặng mình đó, mình biết không mấy cô? Biết không? Biết, biết mà tại tôi không trả lời là tại vì tôi tu. Tại vì tôi tu mà tôi không trả lời chứ bà nói nặng tôi biết chứ. Bà nói tôi đi ăn trực tôi biết chứ, bà nói tôi đi ăn bánh men tôi biết chứ. Nhưng mà nghe theo lời của Đức Thầy là phận tu hành tai gác. Tu phải lì vậy đó. Phận tu hành tai gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than rồi bận đến lòng ta. Mình đi niệm Phật thì họ nói mình đi kiếm cơm thôi kệ. Chắp tay niệm chữ Di Đà, lòng ta biết rồi ai mà lòng ta biết rồi ai mà mặc ai. Bây giờ thà là sống nó ngay thẳng mà nó thiếu một chút cũng vẫn an lòng, chứ để sống chi mà nó xéo khẹo gì mà có dư giờ cũng không ham. Không, câu nói vậy cô bác anh chị em mình nghe có lý không? Một câu đơn giản nhưng câu chuyện hết sức là hữu tình. Thôi thà là mình sống nghèo, thầy nói á, thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt lo dung cầm cổ phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí để diệt lòng, diệt lòng ích kỷ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ của thế trần như bọt nước lần mây thôi. Vậy bây giờ đó, cái thân của mình giữ còn được, huống chi là của cải tài sản nè quý cô bác anh chị em. Đó, bữa nay anh Út ẩn đó thay mặt cho cô bác anh chị em mình mới hỏi đệ thiện qua hai câu. Phải không? Hai câu này cô bác anh chị em mình thấy á, con thấy á, nghe hỏi rồi ai cũng cười mỉm mỉm hết trơn là vô tủ rồi. Nói tới vô tủ con mới nhớ, hồi kỳ đó có ông này ở ngoài miền Trung á, mà ông đi vô cái hội trường bữa đó anh Tư Đậm lúc anh còn sống. Anh nói về cái đề tài ăn chay. Anh nói đề tài ăn chay đã đời, cái ông ngồi cái ghế đó, ông ngồi mà ông vuốt cái mặt ông mà ông cười mỉm mỉm hoài hả? Anh em tao mới thấy lạ, hỏi với chú ơi, bộ bữa nay cái đề tài ăn chay bộ trúng tủ ông hay sao hả chú? Nói trúng chứ, bữa nay trúng tủ bởi vì tôi mỉm mỉm tôi cười hoài nè. Anh em tao hỏi với ông ăn chay trường được bao lâu rồi mà ông nói trúng tủ, nó đâu có ăn chay trường đâu. Hỏi ủa? Ông không ăn chay trường sao trúng tủ? Bà con ơi, đây ta ngồi trước mặt ông, ta ăn chay ngự từ 40 năm, 30 năm, ngự ít nhất cũng từ 10 năm, 20 năm hết rồi. Mà ta ăn chay trường không đó, còn ông chưa ăn chay trường mà ông nói sao ông trúng tủ? Hỏi ông chưa ăn chay trường rồi ông ăn chay tháng mấy ngày? Nó ăn chay tháng 4 ngày. Hỏi ông ăn chay tháng 4 ngày mà được bao lâu rồi? Nó dạ mới ăn có 1 tháng. Tại vì ở ngoài miền Trung ông đi vô mới ăn được có 1 tháng hả? Rồi ông nghe anh em đồng đạo nói đạo rồi bắt đầu ông ngồi, ông mới thấy ông mãn nguyện, ông vui. Cái anh em ta quay qua ta nói trời ơi, tưởng gì, tưởng ông ăn chay trường ông ăn được mấy chục năm. Ai về ông ăn chay tháng có 4 ngày mà ông ăn mới có 1 tháng nay hả? Vậy mà ông cũng vinh gâu mà ông mà mãn nguyện nữa. Ông biết đó, trong hội trường này toàn là người ta ăn chay trường không, người mấy chục năm không. Ăn chay ngày không, ngày nào ông ta cũng ăn hết mà người ta còn chưa nói trúng tủ nữa. Ông nói ấy, tại vì ông nhìn thấy ở trong hội trường á, thì ông thấy tôi còn dở hơn á, là trong hội trường. Nhưng mà so ra từ đây ra ngoài miền Bắc được bao nhiêu người ăn chay được như tôi? Tại vì ông đó, ông so đo nè, trong cái hội trường. Hội trường này tôi là cái người đứng ở thứ bét. Mà bây giờ so ra từ đây ta tới ngoài miền Bắc đó được bao nhiêu người ăn chay tháng 4 ngày như tôi? Thiệt, ông nói một câu mặc dù nghe nó nhẹ mà nó hay sao đâu á mấy cô. Phải không? Tại vì mình so sánh rộng, cho nên thầy nói thương trần ta mới đánh liều, mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được, miễn là có tu là được rồi. Bất cứ ở chỗ nào cũng được hết, miễn cô bác anh chị em mình gặp chỗ nào mình cứ việc mình tu chỗ đó đi quý cô bác anh chị em mình. Tu là để vốn tầm ra đường giải thoát, tu không để lòng Phật ý với thế gian. Tu đi rồi trao tâm tánh được minh quang, tu không vướng mắc bức màn trần tục.
Tu để dập tắt nỗi lòng tham dục, những sắc son là làn sống dậy tối tâm. Vậy bây giờ mình tu là nhìn lại chính mình, chứ không phải tu để đi rình người ta. Mình tu là mình trở lại nội tâm, mình tu chính mình nè, đặng cho nó mau thành đạo. Chứ tu bên ngoài hoài đó, mình tu cả cuộc đời đó, không có đắc đạo được cô bác anh chị em mình. Tu hành mà được nhất tâm thành công chắc chắn như cầm ở trong tay. Tu lâu chẳng thấy Phật đài, bởi vì tu miệng mà chẳng hay tu lòng. Đưa ra chỉ có một đồng, thu vào cả dạng tiền công tiền lời. Mới vừa đi vô cúng Phật mới có 20 ngàn, cái nó quỳ xuống nó giái à, Đức Phật độ cho con trúng 2 tỷ. Câu gì đó rồi làm sao đây? Đưa ra chỉ có một đồng mà thu vào cả dạng tiền công tiền lợi. Mới vừa niệm Phật ban mơ, kế chiều đó lại muốn ngồi đò sen à. Nghinh ngang làm thiếu lấy thừa mẹ cha, chẳng kể dối lừa ngổ ngang. Ngày nay mới đến Phật đàn, niệm một câu Phật cái đòi an bệnh liền. Làm ác gần 60 năm mà niệm Phật mới có 2 ngày nó đầu trừ hết, trừ sao nổi không? Trừ sao được mà trừ? Chẳng làm phước để làm hung dữ rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư dụng tâm ý chứ không dụng. Dụng vật với cô bác anh chị em mình. Đó, cho nên Đức Phật Ngài nói mấy câu này hết sức hữu tình. Con đọc cô bác anh chị em mình nghe, nghiền ngẫm từng chữ từng câu giùm cho con nghe. Xưa nay dai lắm nợ nần, bây giờ đem trả một lần phải hao. Chẳng về nợ cứ triền lao, nếu mình mà không trả một lần một trong kiếp này nhồi quả đó, nó cứ triền lao hoài. Chẳng về nợ cứ triền lao, đời này trả đến đề đời sau không cùng. Xin người đừng thở than luôn, thận hay nghịch cảnh mặc tình đừng nao. Đừng vì hoàn cảnh khổ lao đem lòng đạo đức mà lãng sao lu mờ. Đừng bì với kẻ nhuốc nhơ, mình đừng với bì với cái kẻ mà nhuốc nhơ nha. Kê mình tu quá mình nói tao gì tu đỡ thằng kia nó quậy đó làm sao, mình nói mình phân biệt vậy đó nha. Kể như ngày mình tu ngạn xuống, mà nếu mình tu đó mà làm sao mình nhìn cái người mà người ta cao hơn mình đó, mình nói tại sao mình tu gì tệ, người ta cũng tu mà tại sao người ta tu ngon hơn mình, ngày nào người ta cũng đi niệm Phật, ngày nào người ta cũng đi làm lành, còn mình tu gì đâu mà biết đạo thời hương nước sớm hôm, còn mình tu bạc đèn nhang mai tối hoài. Mình phân biệt vậy đó mình mới vào được, phải không? Ở thế gian đó mà mình phân biệt với cái người khá hơn mình mới ngại vào, còn mình phân biệt với cái người nghèo mình đó từ từ mình mạt, phải không? Nó tu gì còn có ăn, thằng kia nó còn tệ hơn nữa đó, làm sao là có ngày mình tệ như nó luôn. Chắc ăn là phải vậy đó, phải không? Con mong rằng cô bác anh chị em chúng ta gắng cố gắng để mình gìn giữ cái đó. Đừng bì với kẻ nhuốc nhơ mà đem ngọc quý ném quơ vào bụng. Cái tâm của mình hướng Phật là nó quý lắm. Thầy nói tâm từ bi sánh thể cái gì nữa mấy cô. Hay quá mấy cô. Tâm từ bi xâm thể ngọc ngà, trong các bao khó bì tâm thiện. Khó bì tâm thiện chứ không phải khó bì bảy thiện nha. À, tâm từ bi xâm thể ngọc ngà, còn trong các báo là khó bì với cái tâm thiện cô bác anh chị em. Sự tu còn quý hơn vàng, cứu người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau. Bạc vàng còn bị tiêu hao, người tu được phước là chẳng bao giờ mà. Cho nên mình tu sau này thầy nói ô kim vàng ấy ngàn cân, dương vàng muốn đổi phải lập thân. Lập thân cho tròn, mình gán tu mình chịu nhịn chịu nhục đi, chịu làm dại làm khờ như ta đi, đặng sau này đó được thầy mình bế bầm. Còn một đoạn mưa tầng nắng sở trải qua rồi diệt dở quá hay, thế gian sẽ biết thánh tài mới bế bồng con. Bế bồng con dạy mới hát bài khải ca, ai mà được trông qua cảnh ấy cội phúc nhà tạo lấy mà nhờ. Thương đời tạo ít lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ. Còn chờ dịp nào? Bây giờ đó là nó đang thông ba biến chuyển nó tới rồi. Thầy nói câu nè, thơ với bú thần tiên giáng bút bởi cơ trời đã.
Đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Ôi ôi, đọc câu này nghe em cái nghe nó rung bình mình, nó đựng ốc phải trần phải không? Ai cũng ham trần phải không mấy cô? Đặc biệt điều này nôn phải trần phải không? Đó, vậy thì bây giờ thưa quý cô bác anh chị em, trở lại qua hai câu giảng. Bây giờ câu này đó nằm trong cái quyển nhất. Cái quyển nhất là cái quyển Đức Thầy Hạ Bút đầu tiên Ngài viết là Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm. Khi vừa mới khai đời mở đạo rồi đó, lúc đó đó Đức Thầy Ngài mới viết lên cái quyển nhất vào ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão năm 1939. Mà cái quyển này là nó dài nhất trong tất cả các quyển, 912 câu lận với cô bác. Bữa nay đó anh Út anh nưa ra hai câu với chủ đề là Bá Gia Hãy Ráng Làm Lành. Bây giờ làm lành thì được rồi mà cần gì phải ráng nữa? Mà làm cái gì nó không có cái ráng đó cô bác anh chị em, mình không có làm hết sức phải không? Ví dụ như bây giờ đó, cái tu thầy cũng kêu mình ráng nữa, ráng tu mới đắc đạo cứu củ quyền, rồi ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành. Cái gì thầy cũng kêu mình ráng hết trơn á. Tu là phải hàng ngày là ráng. Thầy nói câu là muốn cho nên khuya sớm chuyên cần lòng trí nguyện sở cầu Phật Thánh. Vậy thì bây giờ niệm Phật hàng ngày mình cũng ráng, dù có đau có nhức cỡ nào đi nữa giờ cũng phải ráng. Ngồi chặt thuốc nam mà dù có đau có nhức cỡ nào đi nữa cũng phải ráng. Ta ngồi quýnh bài tứ sắc mà ta còn ráng được mà. Còn cái này á, niệm Phật thì chẳng ngồi lâu, ngồi chơi tứ sắc thì bao lâu cũng ngồi. Cúng lại thì hai chữ không rồi, còn tướng sĩ tượng thì ngồi không quên. Di Đà thì chẳng có nhớ tên. Di Đà thì không có nhớ tên, còn tướng sĩ tượng thì chẳng quên ông nào. Giảng kinh thì chẳng thuộc bài nào, rau kê ca hát thì bài nào cũng thông. Thôi còn chi nữa mà mong làm sao thoát khỏi cây còng diêm vương. Chắc ăn. Thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây đó, thầy kêu mình bá gia hả ráng làm lành. Tại sao thầy kêu mình phải ráng làm lành quý cô bác anh chị em mình? Bởi vì thầy nói câu thầy nói đó, đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao chỉa chữ, kiểu lạnh. Vậy thì bây giờ đó, hàng ngày đó mình ráng cố gắng mình á ăn lành. Bây giờ cô bác anh chị em mình đây con biết là ăn lành hết trơn rồi phải không? Ăn lạnh trơn rồi, mình ăn chay đó hàng ngày đó, miếng ăn máu đổ thịt rơi sát sanh hại vật khắp trời quán than, muốn cho mình được bình an trở nên sát hại muôn ngàn sanh linh. Ngày qua con lợi cái đám lầm từng của đứa cháu nó mới có 49 tuổi à, gia đình giàu sang của cải tài sản đủ thứ trơn quý cô bác. Xuống đẩy cái xà lan đó mà lên xe sửa soạn về rồi đó, mà cái duyên nó đã tới rồi, nghiệp đến rồi, dù bực tiên ông cũng phải trả chứ không tránh khỏi. Sửa soạn lên xe đặng đi về rồi đó, mà nó cho hay đó, cái máy nó chạy đang cháy dây cù go, xuống đặng coi đang thay dây cù go, bước xuống rồi đó lọt dưới xà lan rồi là chết tại chỗ quý cô bác anh chị em. Không có tốn miếng thuốc, bỏ lại của cải tài sản đó, mà Tứ Thánh nói cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mai đâu chắc được, thêm nỗi bệnh nỗi già thúc thuộc, sống trên đời sống được bao lâu, phải không? Rồi nghĩ suy cho dạng sự đời tu là cổ phúc của người trần gian, dù cho các bậc giàu sang chữ tu chẳng có như thòn nước vô, lấy giang hùng mà dựng cơ đồ đâu bằng lấy chữ Nam Mô xây thành. Tới chừng tôi lợi đó có đứa em nó gặp tôi, mà tại mười mấy năm trước có gặp, tại hồi đó năm 19 tuổi tôi xuất gia, tôi trốn gia đình tôi lên ở trên chùa Thúc Nốt á. Đứa em nó nhắc, nó nói Bảy ơi chú Bảy, ông nhớ con không chú Bảy? Tôi nói lâu quá sao nhớ, nhớ mặt chứ quên tên, nhớ nhà quên địa chỉ mất tiêu à. Giờ này không còn nhớ được, tại đồng đạo đông quá sao nhớ được. Nó con hồi đó con cũng ăn chay hết 16, 17 năm, rồi bỏ ăn thời gian, rồi tôi nói rồi để ăn chay đó là được bao nhiêu năm rồi. Nó nói tính đi tính lại đó cũng gần hai mấy ba chục năm mà. Tôi hỏi tính đi tính lại là sao? Nói tại vì ăn thời gian rồi bỏ, rồi bỏ ăn thời gian rồi ăn lợi, rồi thời gian rồi bỏ, rồi thời gian rồi ăn lợi, cho nên tính đi dồn lợi.
tại vì nó tính là dồn đi dồn lại là nó bị bỏ cuộc mấy lần rồi. Rồi quay qua nó hỏi chú Bảy ơi, chuyến này gặp ông cho tôi ngồi gần kế bên ông đặng tôi lấy hơi, đặng chuyến này tôi làm lợi cho nó đã một cái cơ ông. Rồi giờ tôi làm lợi gì đó, Phật có thương mình, có xá tội cho mình không? Tôi nói được. Biết bao vị thánh hiền thở trước buổi ban sơ cũng chợt liên miên, nhưng chợt rồi cố đứng dậy liền, do nơi đó mà nên đạo cả. Nay nếu có người tu bị ngã thì hãy mau bươn bả đứng lên, nếu hư thì cố sửa cho nên cũng như bậc thánh hiền thở trước. Vậy bây giờ trên bước đường tu cũng có lúc thăng trầm chìm nổi, chứ có lúc mình nó tu á, mình tu ngon lắm, cũng có lúc mình á, việc tu ba tánh nó cũng bắn lùi như tôm chứ bộ giỡn sao, phải không? Cũng có lúc yếu, cũng có lúc mạnh chứ, cho nên lúc nào mạnh mình tu bù mấy cái lúc còn yếu. À, vậy bây giờ đó, thời gian nào cô bác anh chị em mình mà ăn ngủ không được đó, cô bác mình nhớ giùm cho con điều này. Người ta nói câu ngoài đời là ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được tốn tiền thêm lo. Còn mình nói câu ăn được ngủ được là mê, ăn không được ngủ không được mới sớm về thật tiên. Hỏi sao hả? Bây giờ mình ăn không được, ngủ không được, mình mới sớm về Phật tiên. Mình ăn không được, ngủ không được, mình mới niệm Phật, phải không mấy con? Mà thầy nói câu nè, kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Hay là niệm Phật có tốn chi đâu, phước tăng, nghiệp giảm mà khổ sầu tiêu tan. Mình niệm Phật không có tốn cái gì trơn, cái phước mình tăng nè mà cái nghiệp mình nó giảm. Bây giờ hồi đó mình còn trẻ, còn sức khỏe mình đi làm phước, bây giờ mình ngồi nhà một mình muốn tạo cái phước mình gái mình niệm Phật. Ai thiếu phước niệm Phật sanh phước, ai thiếu duyên niệm Phật có duyên. Phước duyên hai việc ngang đồng, việc làm gì cũng thành công ngon lành. Mình đừng nghĩ mình niệm Phật mà mình nó không có phước nghe. Thầy nói nè, trần gian khói lửa với bơ với đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh. Rồi tới câu gì? Cứu khổ Nam Mô. Thấy chưa? Nam Mô Di Đà Phật là vô lượng phước, chứ mình đừng nói mình niệm Phật mà không có phước nha. Cứu khổ Nam Mô vô lượng phước mới diệt nàng tu trì hữu thiên kinh. Vậy bây giờ đó, mình hồi đó mình không có, mình không có mà tạo được cái phước bằng phương diện mình niệm Phật, thì mình làm bằng cái phương diện sắc hơn. Mình còn khỏe, bây giờ ngày nay mình lớn rồi, mình không có cầm dao để mình chặt ba cái thuốc nam nữa, thì mình cầm chuỗi mình lần, phải không? Vậy bây giờ đó, cái người tu đó mình sống đâu đó nó cũng hòa quang với tất cả mọi người. Đừng tưởng người tu không biết yêu, đừng tưởng cái người tu là mình không biết yêu nha quý cô bác anh chị em mình. Thầy viết cái bài tình yêu nữa đó, cứ ngỡ người tu không biết yêu, sống không tình cảm sống cô liêu, tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ, chôn đời hiu quạnh trốn quạnh hiu. Thật sự nhà tu cũng biết yêu, mà không yêu một lại yêu nhiều, không yêu một mình mà yêu nhiều. Sang hèn xấu đẹp đều yêu cả, chẳng biết tim này rộng bấy nhiêu. Phải không? Vậy bây giờ thầy nói ta có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời mà yêu lẫn cả non sông, phải không quý cô bác? Vậy thì bây giờ đó, thật tình thương đem đặt giữa chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương đặt ở nơi gây gỗ kia phút chốc trở nên hòa. Thật tình thương đặt trong tánh người ta ấy hóa ra Bồ Tát Phật. Vậy thì bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình, thầy kêu mình ba gia hở ráng làm lành. Đó, vậy bây giờ mình làm lành mình có ráng chưa? Hồi đó đó mình làm dữ mà mình ráng, phải không? Mình đi cắt đầu cá đặng làm mắm. Hay hoặc giả là hồi đó mình đi là ban đêm mình đi bắt ốc, bắt nhái, bắt cua, bắt còng đồ này kia đó. Mà tới chừng khuyên cái nói thôi kệ cũng gán làm đặng có tiền đặng sống, phải không? Rồi bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình, cái gì mình cũng phải ráng chứ. Mà làm lành ráng là làm hết ý. Bây giờ đó mình làm lành là mình ráng làm là làm sao? Hồi đó đó, mỗi một lần người ta lợi người ta góp gạo đặng đi cho tổ từ thiện đó, mình cho 5 lít. Bây giờ đó thầy nói câu đời này dành dựt làm chi đến việc ly kỳ rồi gì nữa? À, câu này hay mấy cô.
Đời này danh vật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong. Bình thường mình tưởng đâu nhà lầu xe hơi của cải tài sản đó là tài sản của mình phải không? Nhưng mà trải qua trận bão rồi đó, có phải là cái sức khỏe mới là của mình không, cô biết cô bác? Cái người nào còn cái mạng sống là thấy quý rồi đó. Cho nên á, Đức Phật dạy mình đó quý cô bác, làm sao mình cái gán giữ gìn cái của quý đó. Trong nhà muốn có hoa thơm không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ, lập trang chỉ muốn để thờ chẳng lo cúng bái rồi bao giờ trang linh. Bây giờ con hỏi cây làm lành đó, mình làm mình mới có hưởng. Thầy nói trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao. Giống lành thơm sớm lo gieo, thì là hoa phước được treo đầy nhà. Nhớ cầu nhất cứu Di Đà, tâm vô biệt niệm ắt là quy tây. Vậy thì bây giờ đó, hàng ngày đó, nếu cô bác anh chị em mình đó làm lành, cô bác chúng ta sẽ có được cái niềm vui trong nẻo đạo. Sướng gì bằng sướng làm lành, cho bao nhiêu của là để dành bấy nhiêu. Mình cho người ta là cái đó là mình để dành đó cô bác anh chị em mình, nó không có bao giờ mà nó mất được chứ. Còn cái mình bo bo mà mình giữ đó quý cô bác, mất rồi đó trả lợi cho tứ đại hết. Thân mình mà mình còn mang theo không được đây, không đó. Vậy thì bây giờ cô bác anh chị em mình gắng cố gắng nghe. Thầy kêu mình bá gia, chữ bá là 100, còn gia là nhà đó. Bá gia là muốn ám chỉ trăm nhà trong thiên hạ. Bá gia hỡi ráng, tức là mình hết sức cố gắng để mình làm lành, làm hết mình. Bá gia hỡi ráng làm lành. Làm lành ở trong đó đó, mình ăn lành nè, nói lành nè, rồi mình sống trong tư tưởng lành. Cái thứ nhất, thân không trộm cướp làm liều, miệng không nói ác đặt điều điêu ngoa, ý không nghĩ tưởng gian tà, chuyển xây ba nghiệp thật là thanh cao. Dù cho tám gió có thổi vào, tâm ta chẳng động tự hào sắc son. Phật tử chính là Phật con, con giống cha mẹ thì còn gì hơn không quý cô bác. Vậy bây giờ thầy nói đó, Phật tu cách nào rồi đắc đạo dạy ta, ta cũng tu theo cách ấy. Thầy có cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời, phải không? Vậy bây giờ đó, thầy dạy mình đó có thiếu sót chỗ nào không cô bác? Dạy tận tường chẳng chút nào sai. Hay hoặc giả thầy nói giảng này ra cuối mùa thu dạy ăn dạy ở nữa, phải không? Dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Ở ăn thì cho dẹn mười ơn cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoàng, còn ở chòm xóm thì đừng cho nhơ bận, ráng giữ gìn phong hóa nước nhà, câu tam tùng bạn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa trẻ trai cho dẹn. Vậy bây giờ thầy kêu mình bá gia hãy ráng làm lành. Làm sao mình gắng cố gắng hàng ngày mình ăn lành nè, nói lành nè, rồi mình sống trong tư tưởng lành nữa. Cái đó là một cái cô bác chúng ta đã vượt qua, gọi là bá gia hãy ráng, tức là làm lấy hết sức mình để mà mình làm lành với cô bác anh chị em mình. Rồi bây giờ bá gia hãy ráng làm lành, bây giờ tới câu là niệm Phật cho rành. Bây giờ niệm Phật sao cho nó rành đây? Niệm Phật thì mình niệm hoài đó, mà niệm sao cho nó rành đây quý cô bác? Đức Thầy nói cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có kết. Kết quả hay là lục tự Di Đà phải giữ tứ tứ ân. Làm sao hàng ngày cô bác chúng ta đền tứ đáp tứ đại trọng ân, là sau này cô bác chúng ta sẽ vào ba cái bản chính. Ba cái bản này đó là cái bản ngon lành. Một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lợt là gì? Đó, được có tên vô cái thứ nhất là cô bác chúng ta sẽ vô cái bản phong thần. Cái thứ hai đó, trong cái bài đó mà dụng kinh quyền thầy nói đó, bản hổ danh đệ tên trí sĩ đem tài thao lược giúp non sông. Thứ hai bản hổ. Cái thứ ba sống gian thì lỗ bản. Chà, vô cái bản vàng này lọt vô một cái là dính chấu rồi nghe không? Lọt vô cái bản vàng này là cô bác anh chị em mình đó là dính hiển à. Sấm gian thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp tràn đến thi,
chữ thi gần chữ sầu bi bị ham của báo ly kỳ máu rồi. Chừng ấy mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi không tu. Vậy bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình nha, hàng ngày đó mình nhớ thương thầy, mình nghe theo lời thầy, mình làm theo lời của thầy dạy. Thầy nói việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước để rõ lòng hiền nhân. Ngày xưa đó bạn của ông bác Hai Như sanh đó quý cô bác, ông bạn già là tự trên Châu Đốc á. Đức thầy đó ngài được đưa luân chuyển tới ở dưới Bạc Liêu nhà của ông Ký Dội. Một hôm nọ ông nhớ thầy dữ lắm, cho nên ông mới bàn bạc nói với ông bác Hai Như sanh đặng mà ông đi thăm thầy. Thì sau khi xuống dưới đó thăm thì thầy cũng nói chuyện trò chuyện được bình thường đối với cái ông khách bạn của bác Hai Như sanh. Một hồi đó thầy á nhìn qua thầy mới hỏi chứ bữa nay đó ông đi xuống đây ông thăm tôi đó là tốn hết nhiêu tiền. Ông quay qua ông nói dạ bạch thưa thầy, bận đi bận về tốn dữ lắm là 5-7 đồng bạc ngày xưa hả? Tốn có 5-7 đồng hả? Thầy nói tiền mình làm cũng phải cần kiệm sốt sắng, chứ đâu phải tiền ở trên trời rơi xuống có đâu, phải không? Bởi vì thầy nói câu hồi quý cô bác, tham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới xích xiện. Trời thân, cái người nào nó cũng phải có cần tiền chứ, nó tiền xài đúng tiền hiền như Phật, còn bạc xài lầm thì bạc ác hơn mẹ. Có như vậy không? Vậy thì bây giờ đó, có tiền dẫu ở xa xăm, bao người lui tới viếng thăm liền liền. Không tiền dẫu ở mặt tiền, chẳng ai mà chịu làm phiền mình đâu. Mình không có tiền rồi mình ở mặt tiền mà cũng không ai tới đang làm phiền mình chứ quý cô bác anh chị em mình. Nó rõ ràng là như vậy. Vậy thì bây giờ sau khi thầy hỏi qua chứ, thầy hỏi bữa nay đó là đi xuống đây thăm tốn 5-7 đồng, mà cái đồng tiền của mình làm có ra đâu phải là chuyện dễ đâu. Cái người già mà không có tiền đây mà cũng khổ nữa. Người già trong túi thiếu tiền chỉ là gánh nặng làm phiền cháu con, chi bằng ta ráng mót bòn kiếm vài chục triệu đặng còn còn dưỡng thân nữa. Mình có tiền nó mình bệnh con nó mới nuôi, nó mới giặt ba cái đồ dơ của mình, chứ không thôi nó không có mua tả, nó để mình hôi quỳnh đó. Phải chuyện tầm thường đâu nghe. Đó, vậy thì bây giờ đó đồng tiền là phải có. Rồi thầy mới nói đó, sau này đó tránh sự dòm dõ của người Pháp. Thầy nói đó, ta mắt lánh tà tay đa sự, làm điên khùng cũng tự lẽ ni. Lẽ ni là lẽ ấy lẽ đó. Sở dĩ thầy ra đời trong thời kỳ Pháp thuộc mà ngài làm điên làm khùng là cũng tại cái lẽ đó đó quý cô bác. Cho nên thôi từ đây sau nếu ông có nhớ á, thương thầy, ông có muốn thăm thầy thì ông để dành nó chừng 5-7 đồng bạc đi. Rồi ông ra ngoài bàn thông thiên ông nguyện. Dạ bạch thưa thầy, hôm nay đó bổn phận đệ tử lúc nào cũng nhớ thầy, tức là thân khùng đêm vắng khóc thầm cửa mình cũng nhớ, giấc nằm nào an từ nái cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toán phủ thầy. Thời gian sau con cũng nhớ thầy lắm, nhưng mà vì cái hoàn cảnh nó khó khăn, bữa nay con đem 7 đồng bạc này con ra con nguyện giá với thầy, xin thầy chứng minh giùm cho con. Rồi ông lấy ba cái tiền đó đó, rồi ông giúp cho những người lỡ đường đấu trách tàn tật đi. Kính thầy là phải thương nhau chứ đừng chia rẽ mà làm đau lòng thầy. Thật là của khắp thế gian muốn đem cúng Phật hãy mang giúp đời. Nếu mà con được thăm thầy mà thăm bằng cách đó là mau đắc đạo lắm luôn. Chí tâm hướng thiện hoài đầu chỉ trong nhất khắc là được chầu Như Lai. Dí dầu sắp chết ngày mai ngày nay hối ngộ là liên đài được lên. Cô bác mình thấy không? Thầy chỉ đó cho các ông mà tín đồ của đức thầy ngày xưa đó, có nhớ thương thầy đó, làm sao kiếm được 5-7 đồng bằng cái số tiền đi thăm thầy. Đi ra nguyện ngoài bàn thông thiên rồi đó đem giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn với những mảnh đời bất hạnh. Lúc đó thầy sẽ chứng cho ông. Chứng không quý cô bác anh chị em? Chứng. Thầy nói câu nè, tới với ta chớ đem đồ cung, chỉ mang theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng tỳ lòng hữu hỷ. Có không cô bác? Vậy thì bây giờ đó mình nghe theo lời thầy mà mình làm những việc thầy đã chỉ dạy, đó là mình nghe theo lời thầy.
Nói tới đây con mới nhớ, một hôm nọ có ông thầy này, ông muốn thử lòng coi học sinh ai là cái người chân thật. Ông mới rao cho tất cả học sinh của ông: hôm nay thầy có một nắm đậu, thầy muốn trao cho tất cả các em về. Nếu em nào siêng năng, săn sóc, về ương mầm, nếu hạt đậu này mà nó được nảy mầm, xanh tốt đem lại đây, thầy sẽ thưởng cho các con. Cô bác anh chị em mình tới chừng ổng đưa ra nguyên một nắm đậu rồi đó, tất cả các em học sinh mỗi người đó được một hạt đậu, hạt đậu, hạt đậu hết trơn. Tới chừng đem về đó quý cô bác anh chị em, 7 ngày sau, tới chừng đi vô đó, học sinh nào cũng đem ta nói nghe, đậu nó lên cây ra bông quả, một cây thì mới lên, một cây thì mập, một cây thì ngon, đủ thứ trơn. Tội nghiệp có đứa em này nó dốt nát, nó thật thà quá. Nó đem lại cái chậu mà nó nói: dạ bạch thưa thầy, từ cái ngày mà thầy đưa cái hạt đậu cho con về con gắng cố gắng, ngày nào con cũng sáng chiều chăm sóc, con chăm sóc hoài mà cái gì đâu mà tại sao cái hạt đậu con nó không lên. Tất cả mọi người ta quay qua, người ta chê rồi. Tất cả ai người ta cũng hạt đậu lên hết trơn, còn mình ông là kể như rồi, ông này ông làm biếng làm nhát gì đâu á mà. Tới chừng quay qua rồi đó, ông thầy ông nói cái hạt đậu này mới là cái hạt đậu thật tình. Bởi vì cái nắm đậu ta đưa cho các ngươi ta đã rang hết trơn, người làm sao nảy mầm được. Hay quá, quý vị thử lòng đệ tử đó quý cô bác anh chị em mình. Cái đó là cái thử lòng đệ tử đó nghe. Vậy thì bây giờ đó, từ nay cách biệt xa ngàn, thầy vắng mặt kỳ này là thử lòng đối với tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo mình. Coi lúc đức thầy xa vắng nó nghe, có một số quý cô bác anh chị em mình thấy sao nè: nỗi thương nam nữ trẻ già, trong thầy lâu trở sanh ra nản lòng. Bàn thông thiên vắng hương nồng, cửu quyền bàn Phật càng trong lãnh lùng. Để cho meo đóng đầy chung lưu hương, lũng xét của bàn trồng ngửa nghiêng. Nhện văn bụi bám sằng xiên, sấm mơi không nước chiều phiền không hứa. Nhiều nhà xem thấy sầu thương, ngồi sai em nhỏ đốt hương sớm chiều. Cho nên thế gian này á, lòng dạ dễ có đổi dời lắm quý cô bác anh chị em. Lúc lâm nguy thì cầu trời khẩn Phật, chừng quy hoàng nó đá lật lưu hương. Không, hai câu này con nhớ, không biết của ai nói con quên này. Hay lắm. Lúc lâm nguy thì cầu trời khẩn Phật. Cái lúc cơn bão số 5 ngày mùng 3 tháng 10 năm 97 đó, lúc đó ra cái miếu quan thêm Bồ Tát một cái nghe, đốt khói hương nghe, ta nói nghe cay con mắt, mở ra không được luôn. Mà tới chừng qua cái đợt đó rồi, kiếm cây nhang không có. Lúc lâm nguy thì nó cầu trời khẩn Phật, còn chừng quy hoàng nó đá lật cái lưu hương luôn. Hết tham sự nghiệp quý cô bác, phải không? Cho nên nó mấy câu này là của mấy ông bậc lão thành mà ông nói à, con nghe thật lấy lạnh mình mấy nè cô bác. Thảm thai khi đức thầy về, những phường bạo ác chẳng nơi ẩn mình. Chỉ lo ba thước gươm linh, trị lòi hung bạo ẩn tình xưa nay. Chỉ mê theo rượu với bài, tâm kia dội bỏ mấy ngày. Mấy ngày quy y, hồi đó quy y với đức thầy rồi nó cúng lại sớm chiều, tu thời gian sau rồi bắt đầu nó bắn lùi như tôm. Cô bác mình biết nguyên nhân nào mà đức thầy á tí dụ câu mà bắn lùi như tôm không? Con tôm á, nó đi tới thì nó đi lẹ, nó đi chậm mà nó đi lùi nó bắn lẹ lắm quý cô bác. Cái ý nó hay lắm. Thầy nói câu việc tu bá tánh bắn lùi như tôm. Con tôm mà nó bò tới á, nó bò chậm ghi ha. Mà khi nó đụng cái vật gì cản trở rồi nó làm cái tát là mấy sao đó. Mà đặc biệt đó, con tôm nó búng là nó búng vô mấy cái gốc đặng nó núp ở trong không à. Mấy cái đứa tu sĩ đó, nó mà nó muốn bắn lùi đó, nó bắn vô mấy cái gốc lớn không à. Hỏi sao hả? Nó tu thời gian sao rồi cô bác anh chị em mình. Tu hành ngã rớt làng khang mới làm tu sĩ cái kế sang lấy chồng. Mấy chàng tu sĩ long đông cũng là bị khách má hồng chói chân. Tu thời gian sao không có đâu có bạn hết trơn. Cái quay qua nói sao cỡ này thấy lập gia đình rồi. Nói vậy chứ ba má tao cũng lập gia đình chứ bộ. Vậy chứ ông hai ở sớm ông 70 tuổi ông còn lập kìa. Cô bác mình thấy không? Nó mà nó búng lùi nó nhảy vô ba cái gốc lớn không à.
Bởi vì mấy người mà người ta chiên bắt tôm càng đó, người ta ốp mấy cái gốc lớn là dính ở tôm càng không đó. Cho nên cũng việc tu bá tánh bắn lùi như tôm, niệm Phật được lúc đầu hôm đêm khuya gì nè. Niệm Phật được lúc đầu hôm cái đêm khuya muốn giật cái nồi cơm của người, đa số là như vậy. Vậy bây giờ thầy vì kêu mình đó, bá gia hỡi ráng làm lành, tức là hàng ngày mình gắng cố gắng, mình lo mình ăn lành, nói lành, rồi mình làm lành hàng ngày, nổi bao nhiêu đó không là cô bác anh chị em mình là thấy khỏe rồi đó cô bác, sống ngon rồi đó. Bởi ngày hôm qua đứa em nó chú Bảy ơi, hôm đó nay con ăn chay giường mười mấy năm, rồi đợt sau đó ăn hết 3-4 năm, rồi tổng cộng lại là bây giờ hai mấy năm. Mà bây giờ con mới tái lợi đó, con ăn chay tháng có 10 ngày mà nó muốn té lên té xuống. Tôi nói con ăn chi, bây giờ chú Bảy tập cho con, không có cần ăn tháng 10 ngày chi con. Bây giờ đó con gắng cố gắng con ăn một tháng vậy đó là tới 2 ngày được rồi. Ở đâu quá, ghẻ gì đó hả? Tôi nói con ăn ngày chẳng như ngày lẻ được rồi. Mùng 1 ngày lẻ mày ăn, mùng 2 ngày chẳng mày ăn, mùng 3 ngày lẻ ăn, mùng 4 ngày chẳng ăn. Cứ tháng ăn 2 ngày. Thấy cái ngày lẻ thì ăn núm rơm, còn qua ngày chẳng ăn tàu hũ, mày cứ tàu hũ núm rơm hoài. Đường tương trao tàu hũ dưa leo, ai không ăn vô bụng năm chèo á. Cứ vậy hoài đi hả là ngon lành chứ không có gì lạ trơn á. Rồi quay qua cười với cô bác anh chị em mình. Vậy thì bây giờ đó mình cứ việc ngày chẳng ngày lẻ gì rồi mình cứ ăn hoài vậy đó. Mà thầy nó phận tu hành đạm bạc rau tương, miễn cầu được an khương bốn bề. Mình sống đạm bạc vậy đâu đó cho nó ngon lành thôi. Ông thầy nhang nó con bầu nước con đai cơm mà ông tu còn được. Còn mình bây giờ ngày á hai cơm tẻ, rồi buổi trưa mình có cơm nếp mình ăn nữa mà. Buổi tối còn có cháo chè, mà chè cháo ăn nữa mà, phải không? Phải không? Vậy thì bây giờ đó thầy nó miễn cho được ngày hai cơm tẻ. Ông thầy nhang hồi ông có một bầu nước con đai cơm ti cơ hàng mà được danh thơm. Hơn phú quý ngồi ôm bả lợi. Phải đặc biệt không? Vậy bây giờ đó thưa quý cô bác, Đức Phật ngài có đầy đủ quyền năng. Nhưng mà ngài nói á, Đức Phật ngài sẽ không độ cho tất cả các con bốn điều. Cái thứ nhất là ngài không thể sửa lực quả lại được. Mình tạo lực quả rồi là mình phải chấp nhận. Thầy nói lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chỉ có ngài thông thả. Cho nên cái lực nhân quả con gây rồi là con phải trả. Không thể nào Đức Phật ngài sửa đổi lại được. Một là lực quả. Cái thứ hai là ngài không thể độ những cái người mà không có duyên. Mà thầy nói vô duyên là gì nữa, khó biết lời thầy nói xa. Vậy bây giờ nếu không có cái duyên rồi đó là thầy không có độ được, phải không cô bác? Nó y gan cũng như cái hạt giống mà rang rồi đó, không có kỹ sư nào đó mà ươm cho nó lên chứ. Lên có môn mà cái này là tráo trở đổi giống, trừ ra con cái đổi giống thôi, phải không? Còn mình á làm giờ cũng vậy, hàng ngày đó trồng từ bi là kết quả từ bi, còn gieo bạo ác lên cây bạo ác. Trồng chanh thì chỗ qua chanh, chứ trồng chanh hưởng quả cam sành được đâu. Ba mình ông trồng chanh mà vài bữa ông đem vô cái thùng mà thấy cam sành là biết ông ăn cắp của người ta rồi đó. Phải không? Rõ ràng đó. Vậy thì bây giờ cái thứ nhất, Đức Phật ngài không thể chuyển cái lực quả độ cho mình được. Cái thứ hai, nếu mình không có duyên, Đức Thầy độ không được. Cái thứ ba, cái phước mình tự làm tự hưởng, chứ không ai ban cho mình và không có ai lấy được chân quý cô bác. Cho nên thầy mới nói câu trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên ráng trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Vậy bây giờ đó làm ăn buôn bán trong cuộc đời này, nếu cô bác chúng ta còn phước đó là cô bác chúng ta đầy đủ hạnh phúc ấm no và hoan lạc. Còn nếu cô bác anh chị em mình mà thiếu phước rồi là cuộc sống cơ hàn. Thiếu phước cuộc sống cơ hàn, đủ phước cuộc sống giàu sang đủ đầy. Kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp này sung sướng dội quên sao. Sống lo bòn trải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Vậy thì bây giờ đó cái phước đó mình sẽ tự tạo mà có.
Cái thứ hai, nhờ củ quyền thất tổ ông bà để lại cho mình phước tại công tông sanh hiếu tử, đức thành phu phụ mới xuất hiền tôn. Nghĩa là củ quyền thất tổ ông bà có phước rồi sanh ra con nó hiếu thảo. Cha mẹ mà tạo cái phước duyên rồi con nó đi làm ăn ở đâu thắng đó, phải không? Cha mẹ mà để lại cái phước cho con cái bắt đầu lúc đó người ta nói trời ơi công nhận làm ăn đâu đó ngon, cũng nhờ cái phước của ba má mày để lại, có không? Còn nếu cái mãn phước rồi đó không có ai cứu được trơn quý cô bác. Chốn âm ti ngu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh xá dịch ôn, chờ mãn phước là ra tay. Vậy bây giờ đó có ai đó lãnh được không quý cô bác? Diêm Dương chú định tam canh tử định bất lưu nhân đáo ngũ canh đó quý cô bác. Cho nên bình tĩnh lại mới biết đời là giả ôi ngọc vàng, danh vọng mộng ai ơi. Quyết đánh tan quan trái của cuộc đời, tìm chân lý để đắp bồi nguồn đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng mồ lạnh ấp xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, xong các bụi cũng trả về cho các bụi. Vậy thì bây giờ đó làm phước ác sẽ có phần, trồng cây mau tốt lần lần chỗ qua, mai sau phước đức đầy nhà, ấm êm hạnh phúc đậm đà yêu thương. Mà cái người làm phước rồi đó cô bác làm gì thắng cái nấy. Hồi đó đó ông Ba Thiệu đó, ổng là cái người đâu có tu đâu cô bác. Ổng làm cái nghề thuốc bác mà hốt thời cắt bãi cắt ba, đó đầu năm cắt người ta quản hồn. Dòng thuốc bác mà đưa ra có bao giờ đó trả giá không cô bác? Nói nhiều là kể như là đưa tiền nhiêu. Tới chừng á, ổng nghe theo được giáo lý của Đức Thầy rồi, ổng nói vậy một rồi là bắt đầu ổng mở cửa là ổng bố thí bất nghịch ý. Bố thí thời gian sau rồi, lúc đó đó bác ba gái đó, bà tự nhiên bà đang mạnh vậy đó quý cô bác, mà bà cản trở không có cho ổng làm. Ổng nói bà cản trở tôi đó coi chừng tử thần bắt bà, tôi làm phước mà bà cản trở là coi chừng. Thời gian sau bà đang mạnh lành vậy đó, bà ngã ngang cái bà chết. Đang chết vậy đó cái ông quay qua ông nói công nhận mai thiệt. Rồi người ta nói tại đó coi vợ chết buồn thấy mồ, mà sao ông nói chết mai, nó mai bả chết chứ phải tu chết còn đâu tu. Mai có một cái là bả chết chứ phải tu chết là chết cha cộng cộng rồi còn đâu tu. Phải ráng tu đặng mà chết chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đến tậu rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo to. Dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, mà cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến là e cho khó tránh, phải không? Ông quay qua vậy rồi ông làm phước thời gian sau rồi bắt đầu á, cái tớp con ổng á đâu đó nó giàu lên phơi phới. Một bữa nọ ổng đang đi tạo cái phước, đi đám làm từng, ổng gặp tới hai cha con ông này đó nghèo quá nghèo, không có ruộng vườn, không có nhà cửa gì nhiều, có cái túp liều rồi cô bác. Mà rốt cùng rồi á, trời tảng sáng nó lạnh muốn chết, mà vì sinh nhai sự sống. Hai cha con á, đứa con á thì ở sau nó bơi, ông cha ở trước cầm cái chài đặng mà quăng chài, đặng bắt cá làm cái nghề sát sanh. Đó, thành ra đó là ông thấy coi bộ tội nghiệp quá, ông này tuổi cũng lớn rồi, mà bây giờ đó tuổi lạnh run muốn chết gì nè, mình dạ gì mà ở trên này còn lạnh mắt áo gió, còn ổng ở dưới ông đang là quăng cái chài. Ông thấy vậy cái bắt đầu ông lấy tay ông mắt. Ui, vô đây nè, vô tôi có công chuyện chút nè. Mà ông này ông liều mạng thiệt với cô bác. Ông quát cây bắt đầu hai cha con không biết vụ gì, thấy ông Ba Thiệu ông để râu tóc đồ đâu đó đàng hoàng cũng người đạo, ông quát vô hỏi ông quát tôi có chi không. Trời ơi bộ ông không thương ông sao mà ông làm gì đâu, dưới trời này lạnh muốn chết mà ông còn xuống dưới nước mà ông còn quăng mà giải chạy. Nói gì chứ không thương rồi tôi không làm mà lấy gì ăn, phải cần kiệm lo làm ăn rồi bây giờ đó nhà cửa không có. Nói tại sao mà không làm ruộng làm nương, nói tôi đâu có công đất nào đâu làm ruộng. Ông quay qua ông nói thôi bữa nay vậy ông đi là đám dỗ với tôi đi, xong rồi tôi cho hai công đất mà ruộng mà ăn chứ đừng có đi chài đừng làm nghề này nữa nghe. Mà ông có cục đất nào đâu, ông nói vậy chứ ông có cục đất nào đâu, ông Ba Thiệu ông không có đất, ngày xưa ông làm thầy thuốc ông có cục đất nào trơn á mà ông dám hứa cho hai công đất. Cô bác anh chị em mình ơi, Đức Phật ngài nói con người trong cuộc đời đó có ba cái mình đừng nên, ba cái đừng đó. Một, đừng hứa cái lúc mình vui.
cái lúc mình vui quá kéo người ta rồi hứa rồi lúc đó rồi không làm cái là nguy hiểm à, phải không? Ở ngoài đời đó mà bạn bè nhậu nhẹt với nhau đó mà hứa cái lúc vui là con mình tiêu sương mãn. Uống rượu đã đời coi, tôi với anh làm xui nghe anh xui. Đâu. Lo ăn xài trà rượu sinh sang chừng khổ não phàn nàn căn số. Cho nên nói Đức Phật nói ba cái đừng. Cái thứ nhất đừng hứa cái lúc mình đang vui. Làm công tác từ thiện cũng vậy nữa. Thấy anh em đồng đạo lỡ đó, xin cầu xin lộ xin đường gì đó cái mình hứa. Hứa rồi cái ngày mới không có tiền hay sao. Phải không? Mình gặp mấy đứa nhỏ nó lại cái nó chú mà mua vé số đi. Nói mày bán vé số trúng không? Nói trúng rồi trúng. Nói tao mà trúng rồi tao cho mày phân nữa. Tới chừng trúng cho có 20.000 bạc. Mất uy tín không? Người biết đạo phải nhìn ngôn ngữ nói với ai chứ có sai lời. Cho nên mình đừng hứa lúc đi vui. Cái thứ nhất Đức Phật nói mình đừng có nên hứa cái lúc mình đang vui. Cái thứ hai không nên trả lời cái lúc mình đang nóng giận. Cô bác anh chị em mình nếu nhịn được cái lúc mà mình đang nóng giận mà ai hỏi đó mà mình á, thà là nghi mặt không trả lời vậy mà nó có ý nghĩa hơn cái mình trả lời tập 7. Không mà con nói có không mấy cô? Cho nên á, chớ phải đó mà lúc mà mình giận đó mà mình ngậm miệng lên cong cái lưỡi lên đó, mình tai gác mà mình mặc lì đó, mình im một cái đó, im lặng là dạ yeah. Cái lúc mình trả lời là trả lời trật lất, trả lời tầm bậy. Đôi khi đó ông chồng ông nóng rồi, ông về ông á, cái mặt bà đó cái mặt như quỷ sứ. Lúc đó thôi mình đừng trả lời, chứ mình trả lời còn cái mặt ông như con quỷ dương là cái mặt mình banh chành liền. Phải không? Cho nên cái lúc mình giận đó mình không có nói những cái lời yêu thương được đâu. Toàn là nói những cái lời tục tằn không hả? Hồi lúc con của mình đó mà mình vui cái mình kêu nó bằng cục cưng không hả? Phải không? Anh em không à. Mà tới chừng đó con mà mình giận lên đó mình kêu dùng cái thứ âm trì địa ngục không? Hồi đó mình khỏe, mình vui á, mình kêu bằng anh em mà tới chừng. Tới chừng mình giận lên kêu bằng quỷ sứ và quỷ dương không? Giống cái thằng quỷ sứ đi xong đi. Cho nên cái thứ hai Đức Phật nói mình không có nên trả lời cái lúc mình đang giận tức quý cô bác anh chị em mình. Mà ngặt con cái đó lúc đó mình kiềm chế không có được. Cho nên thầy mới nói lửa trong tâm chẳng đốt mà lựng nổi lôi đình đâu có định chừng cho ta biết mà toán. Toàn giữ trước. Bây giờ chứ phải mà lợi đó mà nó thử tôi đó, mà nó nói trước với tôi đó, hay là tôi vượt qua cái một thôi. Mà ngặt con cái nó không có thử, nó không có nói cho mình trước, rồi nó biết đâu mà mình nó chừng đây quý cô bác anh chị em. Chuyện đó tôi đi qua lần ngay chân chỗ Bến Thà, ở ngay chân chỗ Năng Gù. Tôi chạy từ trên Tân Châu đám dỗ đã đời tôi chạy về, bước xuống chiếc đò. Vừa mới bước xuống rồi đó. Vừa mới bước xuống rồi cô bác anh chị em mình. Lúc đó bắt đầu hai nhỏ nó giỡn nhau, nó lấy nước nó tạt vô cái chân chỗ cái đầu xấu tôi á, tạt ướt chân. Lúc đó tôi quay qua tôi nóng ở trong lòng rồi, tôi muốn cho nó một trận, tôi nói giận mấy nhỏ gì đâu mà hỗn hào. Nhưng mà tôi nhớ lại thôi mình tu à. Tới chừng nó lại nó năn nỉ, nó nói chú ơi nãy con lỡ con tát cái thằng quỷ sứ này chứ con đâu có cố tình tát cái chân cái đầu xối của ông đâu. Còn nói kiểu đó, con đâu có cố tình tát ngay chân cái đầu xối của ông đâu. Mà bây giờ lỡ rồi. Lúc đó cái tôi quay qua tôi chuyển từ cái giận mà nó trở thành cái từ bi, mình mới độ nó được. Tôi quay qua tôi nói con ơi, tại vì giác này là giác chưa, chứ phải tảng sáng mà trời lạnh đó, mà con tát nước đá vô cái đầu chú Bảy mày là tao buồn mày suốt đời đó. Nhưng mà con cái giác chưa này là trời đang nực, cho nên nó đang nực mà bây giờ nó tát ba nước đá vô nó đã một cái hết biết. Biết sao không? Nói tới đó cái nó công nhận con làm lỗi với chú mà chú không bắt lỗi con nữa, thôi cho ông bọc nước đá ông uống. Chứ phải mà không nói câu nói đó đâu có nước đá đâu uống, nó cho mình ăn con chầm dầm thấy bà luôn rồi. Không? Thưa quý vị, vậy thôi bây giờ thời gian thì nó có hạn, theo sự cho biết của gia đình của chị Ba và anh Út thì giờ này cũng đã gần 11 giờ rồi. Giờ cô bác anh chị em chúng ta có thể để mình dừng lại, tạm dừng để cô bác chúng ta cúng công phu, tức là xong cái thời mà công phu buổi trưa. Để ở đây mình có công phu buổi trưa đúng không? Tôi nghe anh Út nói nè. Dạ,
Cho nên đó là mình cầu nguyện cho hương linh của người quá cố trong ngày chánh dỗ kỷ niệm xong. Thì thay mặt cho gia đình mời cô bác chúng ta ở lại dùng với gia đình một bữa cơm chay thân mật, để rồi cô bác chúng ta còn trở lại với quê hương. Thôi thì hai câu trong quyển nhất mà vừa gọi anh Út vừa nêu lên, con trình bày cùng cô bác anh chị em mình đó. Giờ đây con xin được dứt lời và hết ý, và xin lòng cúc cầu chúc cho cô bác chúng ta được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Và giờ đây một lần nữa con xin chân thành để cảm ơn cô bác anh chị em đến đây trước để tham dự cầu nguyện cho vong linh của người quá cố, sau đó cũng nán lại trong thời gian giây lát để tham dự qua chương trình chia sẻ về giáo lý. Xin thành lòng cầu chúc cho cô bác chúng ta được tu hành tinh tấn và gặp Phật gặp thầy ở Long Hoa Đại Hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật ạ.